Xin chào các bạn đã đến với buổi review của ESV TV về một cái lại chẳng biết về cái gì. Mày nói thẳng với em về cái gì. Đói quá anh ơi. Đói quá anh ơi. Xin chào các bạn đã đến với buổi review Play Dota Stadium của ESV. Thân mẹ. Đau. Như các bạn đã biết thì đây được coi như là thánh địa của những người chơi Dota 2 tại Việt Nam. À chết rồi, em lố quá rồi. Và lại sai rồi. Thế đói cứ nói nhầm thôi. Con ca. Cá nhân. Từ từ. Con mẹ đói. Con mẹ người. Người đó mất cơm hết sức rồi. À, còn với cá nhân anh thì anh cảm thấy rằng khu vực gaming booth của Play Dota Stadium là nơi gây ấn tượng lớn nhất với anh. Bản thân là một caster Dota 2 thì việc những cái sự kiện mà được tổ chức tại Play Dota nó sẽ làm cái nguồn động lực rất lớn để phát triển cộng đồng Dota 2. Và câu gì tiếp theo nhỉ? Vừa rồi là phần review Play Dota Stadium của Esports Việt. Các bạn nghĩ sao về một cái nơi rất là